đó đi lên trên Gap để đăng ký trường cho Matteo, xong rồi hai bọn mình sẽ đi shopping, tại vì mùa son ở bên Pháp đó tới rồi đó mọi người, nên hôm nay là được nghỉ làm nên sẽ đi shopping với lại đi đăng ký trường cho Matteo luôn. Rồi chiều nay thì sẽ có cái coi cái xếp, cái cặp mess của mấy đứa nhỏ ở trong trường á mọi người, thì là cái lễ tổng kết năm học cuối năm của Machida đó, nó nhảy á, cho nên là mình sẽ trong đó mình coi nó nhảy nữa. Rồi bây giờ thì mọi người theo chân nhà dân đi đi shopping rồi đi chơi để coi hoạt động trong ngày hôm nay như thế nào nha. Trời, bây giờ thì nó đang đứng ở đây nó kẹt xe quá đi, mình đi lên gác nó kẹt xe quá mọi người ơi. Trời, hôm nay thì nó âm u chán muốn chết luôn. Tự nhiên mấy bữa hả mình đi làm thì trời nắng đẹp, nhưng nay ngày nghỉ cái trời âm u ngộ kỳ, giống như kiểu không muốn cho mình đi chơi hay gì. Rồi bây giờ bọn mình đã tới gas rồi mọi người, bây giờ sẽ chuẩn bị đi qua bên cái trường college của Matteo. Mai mốt Matteo nó sẽ học nội trú ở đây hả mọi người, nó sẽ học ở trên đây một tuần nó mới được về nhà một lần. Mà nói chung cũng gần mọi người, từ dân đi lên đây khoảng 1 tiếng đồng hồ. Ủa gì? 45 phút hả? 4 nhiêu? 20 phút hả? Cái gì không lẽ gần hơn nít hả? À vậy là khoảng 20 phút mọi người. Dân nói lộn. Sao có xa đâu. Ai biết đâu, thấy nãy giờ thấy đi, hồi nãy mình đi là 9 giờ rồi. 45. Tại vì kẹt xe ha. À, ok, vậy là khoảng 20 phút hả mọi người? Khoảng 20 phút chạy xe. Trời ơi, Nô tìm hiểu kỹ cái trường này chưa anh? Thiệt không vậy? Đưa lại cho em, đưa lại cho em coi cái trường đó lại. Cái hồi đó mình đi không phải cái này Fragonas, còn hồi đó mình đi là cái kia, mình đi là chở cái chỗ mà bông hoa lơ nhiều đó. Nó không phải cái này là Fragonas, mình chưa đi cái này mà nó mình đi là cái thành phố Gas này là cũng là một trong những cái thành phố mà du lịch có tiếng đó mọi người. Quẹo xuống đây nè, tới rồi đó, quẹo xuống đây là tới nè. Mọi người, đây là trường Matteo sẽ học. Cái này là danh cái trường của Matteo học á mọi người, là nó có từ hồi năm 1914 tới bây giờ đúng không mọi người? Đẹp quá. Cái trường của Matteo mọi người. Mọi người ơi, vô trong cái trường của Matteo tham quan nè, mình đứng ở đây mình dòm lên được cái trường của nó nè mọi người. Cái trường nó là Cole Carot. Trời ơi, cái bà cô mấy người cô thầy trong đó cũng dễ thương lắm, nhưng mà hồi nãy giờ không có quay phim được, tại vì vô trong trường không có quay phim được mọi người. Bây giờ mình nộp hồ sơ này kia xong hết rồi, bây giờ mình sẽ đi đi shopping, hai tụi dân sẽ đi shopping coi mua đồ cho quà sinh nhật cho Matteo với Machit, tại vì cuối tuần này thì làm sinh nhật cho tụi nó đó mọi người. Mệt rồi, đi bây giờ mình đi vô trong Carrefour ăn tiếp á mọi người, coi đồ son, xong rồi hồi lên Polygon coi có cái gì hay không, rảnh là đi gom đồ nha mọi người. Đích thị là con buôn. Nó đi từ nó. Cái này Carrefour nó đang son 5-600 mà nó còn có 300, giảm nó 10% nè mọi người. Dân đang định mua cái bộ salon cho ngoài cái rạc đăng của mình đó. Đó. Nó vậy nè. Để cái mình để lên trên đó cho nó đẹp. Cái này nó bền mọi người, chứ mà mình mua mấy cái loại mà giống như vậy nè. Giống như cái này nè, nó đẹp á, nó đẹp mà thiệt á, nhưng mà giống như nó hơi cồng kềnh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là lâu năm nó sẽ xúc mấy cái này ra hết á, thì mình xài rồi mình biết á, giống như nhìn thấy nó đẹp nhưng mà nó xúc hết mấy cái đó. Nhưng cái ghế nhà dân hồi đó mua mấy trăm ơ á, mà xài lâu năm lại nó sẽ bị xúc ra, xấu lắm. Bởi vậy mình xài, bây giờ mình mua mấy cái này xài bền được á. Mọi người coi ghế 2.500 nè, ghế bằng cái cây nè, đã tụi dân vô trong Carrefour đó đi coi đồ, xong rồi đặt được cái bộ bàn cho cái sạc đăng của mình, xong rồi mua được chút đỉnh đồ. Rồi bây giờ mình có mua mấy cái sandwich ăn đỡ, xong bây giờ sẽ chạy gấp qua bên Bodygon, tại vì nó kẹt xe mọi người, tại chiều nay phải về sớm để đi coi cái cặp mess của mấy đứa nhỏ nữa, thử ra phải đi gấp mua ăn nhanh chứ mình đi gấp qua bên đó luôn. Rồi mình coi khi mạc này kia có cái gì son không, rồi mình gom được chút gì thì gom, xong rồi về để chiều nay có coi mà chị
đại diện á, chứ không hồi là không có, không ba mẹ mà về vô trễ hay là gì không có là tội nghiệp nó, nên thành ra là phải tranh thủ về sớm chuẩn bị sắp xếp. Rồi mọi người ơi, mình đã tới Thi Mạc rồi, hôm nay đậu xe gần lắm mọi người nên đi thẳng. Ê, cái lên luôn đi, thôi vô trước đi anh ăn gì, cho vô anh ăn gì, anh ăn bánh này anh vô. Em đợi, em đợi. Không ăn đi, vô đi, vô đi. Đang ở trong Thi Mạc mọi người ơi, nó son đồ quá trời luôn. Bây giờ dân đi hốt đồ sale quá trời đã luôn. Bây giờ chút nữa sẽ chia sẻ mọi người nha. Mọi người đó, đó bán mấy cái đồ sale này của mấy đứa nít nè, quá trời đã luôn. Bây giờ bên đây nè, đây nè, hàng này, con trai hay con gái, con trai hay con gái, con gái hả, con gái ở đây luôn. Đồ sơ sinh là nó cầm lên em hết à. Bây giờ tính tiền đợi nè mọi người, đông quá trời luôn. Lần nào đi Thi Mạc cũng được tặng, được mua cái túi giấy á mọi người, là đợt này thì không có mua túi giấy, phải mua cái túi này, nó không có bán, nó không có cho cái túi giấy nữa, nên thành ra nó phải mua cái túi này, một đồng mấy, nó bán một đồng mấy một cái. Ali đi thẳng nha. Đợt này là dân mua được quá trời đồ son luôn mọi người. Tính đúng rồi, nãy coi từng giá rồi mà. Coi từng cái, nó quẹt từng cái bà đó cũng biết mà. Bây giờ mà em là cũng biết rồi, em đĩa cái màn hình này. Trời ơi, bây giờ dân, nói chung là dân mà đi lên đây là dân chỉ có ghép Thi Mạc với lại SM Zara là nhiều thôi. Tại mấy cái hàng bình dân á mọi người, còn mấy cái bên mà nhãn hàng mà mắc tiền thì dân cũng ít đi lắm. Tại vì mình cũng không có nhu cầu mua đồ hiệu nhiều. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi uống trà sữa, rồi mình sẽ đi về để đi dự cái lễ cạc mét của Machida với lại mấy đứa nhỏ. Tội nghiệp thanh niên. Rồi đi. Em mua có mấy cái chứ mua gì đâu nhiều. Đợt này tụi Disney nó ra mấy cái túi dễ thương mọi người, mấy cái túi sắt đó. Mà nó có cái túi đi biển, dân chưa có cái túi loại đó mà đi biển của Donald, con vịt Donald đó. Nên dân mua, tại dân có cái Tix nè, có Miss Kay, nhưng mà dân chưa có vịt Donald với lại Hello Kitty, dân cũng chưa có nữa. Nếu mà đợt sau nó ra Hello Kitty thì dân sẽ lấy cái túi Hello Kitty nữa. Bây giờ tụi dân sẽ lựa. Ủa ăn ngồi bàn hả? Có. Bubble tea kìa. Rồi xem uống trà sữa. Cuộc mê đi. Trà sữa biết đâu. À thôi vậy coi cái classic ở bên kia thử coi, cái classic á. Rồi tuột lại đi cái classic nè. Trời ơi, dân đã mua được cái trà sữa matcha của dân rồi, còn nô thì dân uống cái loại bình thường. Rồi, đi. Đi gì à? Bây giờ đi lên trên đó chạy xe về từ từ, là không có kẹt xe này kia, là thang kim về cắt sushi này kia nữa. Trời ơi, bây giờ thì mình đi về đây. Chiều nay thì sẽ chia sẻ với mọi người cái buổi cạc mét của Machida nha. Tháng này son ha, cả nhà mình mua được đống đồ, bây giờ tụi nó tranh nhau mở nè. Từ 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 từ, đút xe măng thôi. Đút xe măng thôi. Trời ơi, rồi đó, đóng đồ luôn. Em à, lấy ra. Lấy ra đi mập nè, con này nó là mập, lấy ra. Trên này của con hả? Phải chưa? Oh, silica sofriga. Wow, của mà chị đây dễ thương quá. Đừng có dục dưới đất vô. Ôi chết rồi, nó lục quá trời. Cái gì mà ăn kho giáp kìa, ba hỏi cái gì ăn kho giáp Machida? Machu. Thì ăn kho. Nó có cái đó hình như của mẹ, của mẹ, cái đó của mẹ. Ủa của. À cái đó của Machida, của Machida. Cái đó của Machida. Nè. Quá trời trời. Đây đây. Để vô lên trên đây để chút nữa mẹ sắp vô vali. Cái này là của mẹ. Ừ, cái đó của mẹ đó, đúng rồi, đừng mở ra. Cái